Một lần nữa xin được chúc mừng ba người chơi còn lại của chúng tôi, đó chính là Huy Nguyễn, PP và Ngô Đình Nam. Ba cái người mà Ali nghĩ đã đi vào cái vòng này, bây giờ sẽ là một trận chiến gay cấn nè mọi người. Ngay bây giờ thì các bạn sẽ không còn phải lo lắng và áp lực ở cái phần bình chọn nữa. Bởi vì từ vòng thi đấu tiếp theo, hai người chơi có số điểm cao hơn sẽ nắm tay nhau bước vào vòng đối đầu. Người chơi có số điểm thấp nhất sẽ phải dừng lại tại đây. Và đây là lúc mà các bạn thực sự cần tập trung bám sát vào phiên bản gốc để có thể ghi được số điểm cao nhất. Nên nhớ điều đó nha các bạn nhé. Bài hát tiếp theo là một bài hát rất là dễ thương. Duy nghĩ là khán giả sẽ rất là yêu mến bài hát này. Xin mời mọi người hãy cùng đến với một sáng tác của Ngọt, ca khúc Em Dạo Này. Vẫn những câu hỏi nhỏ sau bao tháng chia ly, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Em dạo này có đi xem phim một mình, em dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh. Em dạo này có đi xa cuối tuần, em dạo này có gặp Phi và Xuân. Hằng đêm em có nghe hát xa xăm từ quán ăn phù du ngoài sân. Và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mới, dạo này người ta có khiến em cười. Và tiền tiêu vào quần áo và đồ chơi mới, xin nhớ thay nuông chiều làm ta lười. Anh dù không muốn, tình cờ gặp lại nhau lần nữa, nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm. Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm. Và người yêu, và người yêu, và người yêu mới, hay giờ này em đã có chồng rồi. Và niềm vui và khổ đau và kỳ lạ mới, xin nhớ thay nuông chiều làm ta hồi xuân. Anh dù không muốn, tình cờ gặp lại nhau lần nữa, nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm. Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm. Nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm. Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm. Một cái điểm đặc biệt ở Hà Nội mà Duy rất là thích, quý vị không biết các bạn có thích không, là lúc mà mình ngồi buổi sáng như vậy, mình sẽ dễ thấy những cái cô mà đẩy những cái xe đạp mà phía sau lưng đầy những cái hoa ở trên đó, nhìn rất là đẹp và rất là đặc trưng của Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã mang tới một bài hát rất hay, gợi cho chúng ta nhớ về Hà Nội theo một phong cách rất mới, rất trẻ và rất riêng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nghĩ gì về phần trình diễn vừa rồi? Ca khúc này cũng là một trong những thử thách đối với bản thân em. Em có thể nói là hôm nay em đã cố gắng hết sức và em tin là phần trình diễn vừa rồi của bản thân em đã là phần trình diễn tốt nhất. Theo PP thì cái ca khúc này là có một cái điệu van rất là dễ thương, nhưng mà với cái dòng nhạc này thì đôi khi cái người hát không thể nào mà họ trình diễn live mà 100% lúc nào cũng giống lúc nào được. Tại vì nó có cái sự lơ đãng, nó có cái sự tự do trong một cái khuôn khổ nhất định. Nhưng mà PP cảm thấy là tất cả mọi người ở đây đều làm rất là tốt và tròn trịa cái phần hát của mình. Cho nên đây có thể là một kết quả rất là suýt sao, đúng không ạ? Yeah. Chúng ta hãy cùng đến với kết quả nha. Nếu mà được chọn thì Ali thích cái sự ổn định hơn. Sự ổn định ở đây thì Ali thấy nghiêng về BB và Nam hơn. Còn Huy thì sẽ hợp một cái đêm nhạc ballad, bởi vì giọng của Huy lại theo cái hướng tình cảm nhiều hơn. Hai người chơi có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng đối đầu. Và người chơi đầu tiên bước vào vòng đối đầu có số điểm là 75 điểm. Xin chúc mừng Đình Nam.
Người chơi thứ hai bước vào vòng đối đầu cao hơn Đình Nam 2 điểm. Bạn mang về 77 điểm, là một số điểm cao nhất ngày hôm nay. Bạn sẽ tiếp tục mang về số tiền thưởng trị giá 3 triệu đồng đến từ Cùng Hát Lên Nào. Và đó là... Xin được chúc mừng PP. Rất tiếc là chúng tôi phải chia tay Huy Nguyễn tại đây. Hôm nay được đến đây và được gặp gỡ anh Thanh Duy, các bạn khán giả cũng như là bốn anh em chơi cùng với em, thì đó là một niềm vinh hạnh và cũng là một sự may mắn đối với em rồi ạ. Chúc em sẽ gặp nhiều may mắn trong cái chặng đường sắp tới của mình nha. Còn bây giờ hãy ở lại cùng với Cùng Hát Lên Nào nhé. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.